Vâng, và đây em quay nốt cho các bác cùng trải nghiệm cái phân tần của cặp loa này nhá. Đó, cái phân tần nó nằm ở dưới đây. Các bác nhìn không? Tất cả mấy con trở đây đều sứ này. Đó. Rất là xịn. Đó, đây là phần tần. Và đây cái phần dây loa đây. Dây loa dòng này nó sử dụng cái bốn chân nó cắm như này. Em xem cái dây này nó là dây gì nhỉ? Dây mềm nhũn luôn. Mặc dù thùng lâu rồi mà vẫn thơm phức luôn. Đây, trong bông mút này. Đó. Vâng, và bây giờ xin mời quý vị và các bạn cùng em test chất âm của cặp loa này nhá. Xin kính chào quý vị và các bạn. Trước mặt quý vị và các bạn là cặp loa Tenoi 295A. Đây là cặp loa Tenoi rất là hay và cực kỳ đáng chơi các bác nhá. Tại sao lại đáng chơi? Một lát nữa em sẽ giới thiệu đến các bác chi tiết. Và bây giờ em sẽ quay máy giới thiệu về cái hình thức của đôi loa này. Loa sử dụng một củ Anico và bát đồng trục. Bát đồng trục là cái này 25 cm. Đó, màng giấy và gân cao su. Đó, rốn rất to và là sử dụng kiềng trợ kiềng vuông. Bên dưới có cái chế độ chỉnh giải cao. Đó, và dòng này sử dụng một thêm cái lỗ thông hơi phía trước. Về hình thức cơ bản thì cặp loa này thì rất là đẹp. Đó, các bạn nhìn không? Cặp loa rất đẹp luôn. Đây, và đây phía sau. Loa Tenoi London. Con này nó là hàng từ Nhật về. Eaton có mã là 295A. Đây là cái cấu loa Made in the United Kingdom. Đó, cặp loa thì rất đẹp và rất là hiếm luôn. Đó, loa thì tuyệt vời. Cặp loa này rất đáng để chơi nhé các bác. Và một lát nữa thì em sẽ mở cái thùng ra và để các bác cùng chiêm ngưỡng cái củ nó gấu như thế nào. Đó. Coi gì nào. Quá kinh khủng luôn. Đó. Con này sử dụng một bát 25 cm nhá. Đó, 25 cm. Thùng quách vuông thành sắc cạnh rất là đẹp. Ở đây phía sau cặp loa này thì xứng đáng để chơi rồi. Đó. Đây chỉ là cái vết vết bẩn bám tay vào thôi. Và bây giờ xin mời quý vị và các bạn cùng em tháo cặp loa này ra và cùng chiêm ngưỡng xem là cái mức độ khủng của cặp loa này nó như thế nào nhá. Xin mời quý vị. Vâng, xin mời quý vị và các bạn của em tháo cặp loa Tenoi. Cặp này thì rất là hiếm, dùng sử dụng củ Anico. Và dòng này là nó dùng cái ốc phải dùng kìm các bác nhé. Đó. Cặp loa này thì theo cái quan điểm cá nhân em thì là xứng đáng để chơi và sưu tầm. Đây như các cụ ngày xưa nói là gọi là xấu dây tốt củ đây. Thùng nó thì rất là bé thôi nhưng cái củ nó rất là to. Đó. Cũng củ này là gần như là không có cái loa nào mà có thể rất là tuyệt vời. Đó.
em sẽ mở lên để các bác cùng chiêm ngưỡng. Đó, mở hẳn hai ấy, mở hẳn hai thùng cho các bác luôn. Cổ loa thì dã man. Quá là dã man. Bây giờ xin mời quý vị và các bạn cùng em đưa máy quay lại gần và giới thiệu cho các bác đây. Wow, quá là kinh khủng. Các bác nhìn nó củ là sướng không? Đấy, củ to gần bằng cái thùng loa luôn. Đó, cái này như một cái ống bơ. Đây là củ Anico nhá. Đó, kiềng sơn vàng. Rất là đẹp, rất là xịn. Ở đây là cái tem. Đó, cũng là cái đồ xịn nó khác. Củ 295. Đó. Dã man, quá dã man. Đây là đúng là gọi là xấu dây tốt củ đây các bác. Đó, quá kinh khủng luôn, vãi luôn. Vâng, và bây giờ em sẽ em đã mở thùng và quay cho quý vị và các bạn, và bây giờ em sẽ lắp lại và em sẽ test chất âm để các bác cùng trải nghiệm cái cặp loa này nó đánh có hay hay không. Và bây giờ xin mời quý vị và các bạn cùng em lại cùng nhau ta test chất âm của cặp loa này nhá.